Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 7 tác phẩm đang rất hay, rất hấp dẫn của tác giả tài năng Bùi Ngọc Phúc, truyện sát thủ. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn bằng cách bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy cũng như là cho tác giả Bùi Ngọc Phúc cho Đình Duy một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện cũng như là để lại một nút like ấn vào nút chia sẻ để chúng ta chia sẻ cho bạn bè người thân nghe một bộ truyện rất hay và hấp dẫn này. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Chúng ta cùng đến với sát thủ tập 7 qua giọng đọc Đình Duy. Dù đồng hồ báo thức đổ chuông lần hai, tuy vậy Hương không sao mở mắt được. Nguyên do đêm qua cô phải thức để đo nhiệt độ cho Tuấn Kiệt trẻ con vốn hay thay đổi. Lúc chiều vẫn khỏe mạnh vui đùa, nhưng đến 10 giờ đêm đã sốt 38 độ. Không quá lo lắng, do có chuyên môn, Hương lấy chậu nước ấm rồi lau mặt và trường cho con trai. Sau đó cô pha thuốc hạ sốt cho cô cậu uống. Thời tiết giao mùa là nguyên nhân khiến người già, trẻ nhỏ hay đổ bệnh. Hương ngồi canh, sau 2 tiếng lại đo nhiệt độ một lần Lúc gần 2 giờ sáng, thấy con trai chưa có dấu hiệu hạ sốt, cô quyết định dùng một viên hạ sốt đút hậu môn kết hợp việc trường trên trán cùng hai bên bệnh. Chăm con đến gần 5 giờ sáng, Hương thở phào nhẹ nhõm vì nhiệt độ đã hạ. Cô cậu ngủ ngon giấc hơn, không còn thở khó nhọc như lúc trước. Đến lúc này, cô quyết định chợp mắt cho đỡ mệt. Người ta nói thức khuya mới biết đêm dài quả không sai. Trong lúc chăm con, vốn là người hay cả nghĩ nên hương thoáng chạy lòng. Cô nghĩ đến cảnh một thân một mình trong lúc chồng ở mãi tận Angola Xa tít mù khơi. Chưa kể người bố chồng đạo mạo giờ đã có hồng nhan tri kỷ bên cạnh. Thời gian đầu, khi bác sĩ Hằng Nga về ở cùng nhà vào hai ngày cuối tuần, Hương lúng túng do chưa quen. Bởi lúc ở bệnh viện, bà là cấp trên của cô. Mối quan hệ khó gọi thành tên, nên không phải ai cũng hiểu. Nằm cố thêm chút nữa, Hương giật mình khi ngửi thấy mùi xào nấu dưới nhà. Quên mất, hôm nay là ngày nghỉ. Cô vội xuống bếp vì ngại bố chồng đợi bữa sáng, không thấy, đã tự nấu nướng. Nhìn thấy bác sĩ hàng Nga đang chuẩn bị bữa sáng, Hương thở phào nhẹ nhõm, nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ. Theo sự giao hẹn từ trước, trong hai ngày cuối tuần ở đây, bữa sáng và bữa trưa do bác sĩ hàng Nga đảm trách, bà muốn tự mình nấu các món để phục vụ đúng gu ẩm thực của giáo sư riêng buổi chiều chủ nhật hai ông bà thường đưa nhau lên phố cổ đi dạo sau đó ghé quán cà phê ngồi trò chuyện và ăn tối bên ngoài dù rất thích xem kịch nhưng bác sĩ Hà nga không muốn giáo sư thức khuya quá bởi vậy bà không chọn mua vé vào dạp như mọi người thay vào đó buổi tối ăn bên ngoài xong ông bà ngồi nghe nhạc trong phòng đến 10 giờ sẽ đi nghỉ nhìn thấy hương bác sĩ Hà nga đưa cho cô bát tổ yến rồi nhắc cháu mang cho Tuấn Kiệt ăn, rất tốt cho phổi. Nhớ ăn bát yến xong xuống mức bát cháo gà để bồi bổ. Còn suốt cả đêm, cháu phải thêm cốc nước cam nóng bổ sung vitamin. Là bác sĩ tim mạch, nên bác sĩ hàng Nga có hẳn một thực đơn cuối tuần bổ dưỡng và phù hợp với sức khỏe của giáo sư. Hầu hết bữa sáng là món cháo cho dễ tiêu hóa, bữa trưa có rau xanh làm chủ đạo và các chất sơ. Dù bận chuyên môn nhiều năm, Tuy thế, tài nữ công gia tránh của bác sĩ Hà Nga vẫn khiến cho mọi người thán phục. Bà nấu ăn nhiều món không quá cầu kỳ, nhưng đảm bảo đủ chất. Điều quan trọng nhất là ngon miệng. Do được ăn uống khoa học, lại có người bầu bạn sớm hôm. Giáo sư Tấn thấy sức khỏe của ông được cải thiện rất nhiều. Cảm giác cô đơn không còn, thay vào đó là những buổi tối cuối tuần ông được đi dạo cùng hồng nhan tri kỷ của mình. Nhiều tối, hai người vừa đi vừa nói chuyện say xưa, đến tận lúc về đến ngôi biệt tự cổ bà con hàng xóm trước lạ sau quen họ mừng cho giáo sư ở tuổi hoàng hôn cuộc đời có người phụ nữ chăm sóc kể từ lúc bác sĩ hàng nga xuất hiện trong nhà dù hơi lạ lẫm nhưng hương bắt đầu quen với việc có mặt của bà ngày cuối tuần cô được dành hơn để làm những việc mình thích cô hay đưa tuấn kiệt ra công viên chơi vì gần nhà hồi xưa nếu dành Hương hay ghé qua nhà anh trai để dọn dẹp. Nhưng khi có người phụ nữ về chung sống, việc đó cô không phải bận tâm. Cuộc sống của anh trai ổn định là điều cô mong muốn nhất. Trong lúc dọn dẹp, bác sĩ Hà Nga động viên Hương. Thôi, cố lên cháu. Gái có công thì chồng chẳng phụ. Nhớ chịu khó theo dõi nhiệt độ. Chút cô đi chợ, rồi dọn dẹp nhà cửa. Hai mẹ con chăm nhau được rồi. Không muốn xen ngang câu chuyện đang rôm rả của hai người phụ nữ, Giáo sư Tấn chậm rãi bước xuống dưới nhà lấy thư báo. Vừa thấy giáo sư Tấn, ông Tịnh đã vồn vã mời giáo sư uống trà mới pha. Do cho giáo sư chén trà nóng, ông Tịnh không giấu được vẻ vui mừng, hớn hở, vội thông báo tin quan trọng. Chiều qua, công an phường triệu tập hai mụ lắm điều về đồn vì tội gây dối cho tự công cộng. Sau khi phải biết bản cam kết không tái phạm, họ bắt ngồi ngoài đồn đến 10 giờ đêm mới cho về. Sau lần này chắc tờ đến già, Nghe ông hàng xóm kể, giáo sư Tấn chợt nhớ ra. Buổi sáng hôm nay ngôi biệt thự cổ yên tĩnh hơn mọi ngày. Hóa ra có nguyên nhân của nó. Vừa mấy ngày nào bác sĩ Hằng Nga đến ở cùng ông vào hai ngày cuối tuần, thấm thoát, đã chuẩn bị hết năm. Thời điểm đón chào năm mới, hai người sẽ cân nhắc lựa chọn cuộc sống sao cho Chu Toàn. Dù chưa nói ra, nhưng giáo sư vẫn muốn đợi con trai quay về Việt Nam. Lúc đó ông sẽ yên tâm hơn vì người con dâu không phải vất vả một mình chăm con phương án truyền đến nhà của Hồng Nhan Tri Kỳ đã được giáo sư cân nhắc một cách nghiêm túc. Ngồi thường trà cùng ông Tịch, giáo sư biết bà dần vợ của ông này, dù trời nhau mỗi ngày, không mỏi miệng với bà Nguyệt, nhưng rất rời lời khi gặp bác sĩ hàng Nga. Bởi bà biết người phụ nữ về sống chung một nhà cùng giáo sư là giám đốc bệnh viện nơi con trai bà đang làm việc. Nói giam câu chuyện, uống xong chén trà, giáo sư Tấn quay lên nhà tiếp tục công việc của mình. Dù đã nghỉ hưu, nhưng với giáo sư khái niệm ngày nghỉ cuối tuần không có ông vẫn tập trung viết hay hiệu đính tài liệu một điều khiến giáo sư yên tâm bây giờ hồng nhan tri kỳ của ông dành nhiều thời gian đánh máy bàn thảo cho ông vì vậy tiến độ nhanh hơn mấy tháng trước chưa kể cảm hứng trong công việc và cuộc sống như nguồn động lực to lớn đây là những việc chỉ người trong cuộc mới cảm nhận và thấu hiểu rất cơn sốt tuấn kiệt không chơi ô tô như mọi lần Hôm nay, cô cậu thích vào phòng ông nội ngồi chơi. Có lẽ thời gian đón cô cậu ở trường mẫu giáo về nhà, hai ông cháu đã trở nên thân thiết hơn. Vì thế Tuấn Kiệt quấn quýt ông, nhiều khi không hỏi đến mẹ. Đưa cho Tuấn Kiệt quả địa cầu, giáo sư Tấn dạy cháu cách xoay rồi ông tiếp tục viết. Lúc này, ở nhà ngoài có hai người phụ nữ đang tất bật dọn dẹp và vệ sinh nhà cửa. Ngôi nhà từ lâu tĩnh lặng, giờ có thêm bác sĩ hàng Nga, bỗng bừng lên sức sống có thêm người nên con dâu ông không còn vẻ u buồn như trước. Đó là những gì một gia đình cần có. Viết xong hơn chục trang tài liệu, giáo sư nghỉ tay. Ông rất tuấn kiệt đi dạo trong phòng, bởi cô cậu luôn lẽo đẽo theo ông một cách thích thú. Trong bữa ăn trưa, giáo sư Tấn vui vẻ đề nghị với Hồng Nhan Tri Kỳ. Nếu Tết không phải trực lãnh đạo, em qua luôn đây từ ngày 25 tháng chạp. Ở bên đó thui thủi một mình sẽ buồn, Bác sĩ Hằng Nga nửa đùa nửa thật. Một tháng em ở bên này, một tháng anh qua bên em, cho công bằng. Không phải vào trong thành phố ngồi quán cà phê như mọi ngày. Lão Tương Cà ngồi coi chương trình ca nhạc có kẻ minh họa bằng những thước phim về các cô người mẫu mặc bikini nóng bỏng. Đây là băng mới được nhập về nên chủ hàng ưu tiên cho khách quen. Dù nhiều năm học tập bên Liên Xô, tuy nhiên lão không giống những người khác sống trong hoài niệm. Đối với lão, những bộ phim mát mẻ của phương Tây có sức hấp dẫn riêng. Có những lúc ngồi uống rượu, lão tự ngẫm thấy con người mình có sự đối lập song hành. Lão ham mê sưu tập và buôn bán cổ vật, những ưa giải trí bằng thể loại thời thượng, kiểu như đám con gái tóc vàng mắt xanh mặc bikini nhấp nhô trong các bể bơi hay bên bãi biển. Bản chất của môn Triết học và Kinh tế chính trị được sinh viên coi như khô hơn ngói. Những người học tập và giảng dạy môn đó ít nhiều bị ảnh hưởng. Riêng lão không hề hấn gì, do thường xuyên nuôi dưỡng tâm hồn bằng những phim tươi mát và các hình ảnh người mẫu nóng bỏng khiêu gợi. Trong lúc đợi khách, lão tương cà nhẩn nha, pha ấm trả mạn, nhưng mắt vẫn không rời màn hình vô tuyến. Đối với lão, vẻ đẹp tạo hóa có sức cám dỗ không kém gì mớ cổ vật vô tri vô giác. Ngày còn bên liên xô tuyết trắng, lão mừng phát khóc khi lời cầu hôn của mình được bác sĩ hàng nga người được mệnh danh là hoa khôi du học sinh chấp nhận đám cưới tổ chức gọn nhẹ nhưng vẫn đủ hoa tươi và chụp ảnh kỷ niệm chưa kể những người bạn nga còn tổ chức buổi nhạc sống linh đình nghĩ đến những ngày hạnh phúc ngắn ngủi đó lão tương cả khẽ thở dài bởi đúng như các cụ nói khôn ngoan lắm thì oan trái nhiều sau này biết được nguyên do một cô bác sĩ giỏi giang xinh đẹp như hàng nga nhận lời lấy mình lão căm hận bọn trí thức gian trá bởi lão tự nhận mình là lưu manh giả danh trí thức còn man trá thì không ngắm món cổ vật quý hiếm trong tủ lão nhớ đến những ngón nghề của dân buôn đồ cổ lúc nào họ cũng hư hư thực thực không biết đâu mà lần cuộc hôn nhân của lão y chang như vậy nhìn bên ngoài tường trong ấm ngoài êm chỉ có người sống cùng dưới một mái nhà mới hiểu được điều khiến lão hận thấu xương tùy người vợ cũ đó là việc thằng con trai duy nhất của hai người được sinh bên liên xô hóa ra không phải con ruột của lão bao năm tự phụ thông minh hơn người cuối cùng lão ôm mối nhục đi nuôi con cho kẻ khác nếu chuyện này đồn ra ngoài có lẽ danh sừng ra cát khổng minh chỉ là hư danh hão huyền bởi việc nhà không quản được, còn quản sao việc thiên hạ. Đang sống trong hoài niệm không dễ chịu gì, bất ngờ một cô gái nhìn mặt non trẻ, chắc tầm tuổi thằng con trai của lão bước từ phòng ngủ ra ngoài, rồi đứng ống nghẹo trước mặt. Dù trời không nóng, nhưng cô gái mặc độc chiếc áo trắng mỏng tang cùng chiếc quần lót bé xíu, kiểu vô tư như trốn không người, khiến lão tương cả nóng mặt. Lão quát mặc quần áo vào cho kín đáo, nhìn như gái quạ mổ. Vốn là người thích chiêm ngưỡng phụ nữ ăn mặc hở hang mát mẻ, nhưng lão đề cao cảnh giác là có lý do. Bởi chút nữa thằng đại ca giang hồ tới đây có việc, lão sợ bọn này cậy mình trẻ khỏe rồi đầu mày cuối mắt cùng nhau. Bị mắng rất mặt, cô gái phụng phiệu đi vào mặc bộ quần áo kín đáo. Khi bước ra ngoài, cô bĩu môi hỏi. Bố già nhìn mặc thế này kín đáo chưa? Hay quấn thêm cái vỏ chăn? Đưa tiền cho cô gái trẻ, lão tương cà dịu giọng nói. Em mua gì tùy thích, đi chơi đến chiều về cũng được. Chút nữa anh có khách bên Hà Nội sang. Bố già ham hố quá, sùng sục cả đêm không chán hay sao? Lại đón tiếp con đĩ nào? Cô gái gắt gỏng chất vấn. Tôi đến lại mẹ trẻ, tôi vất kiệt sức hầu mẹ trẻ rồi, còn muốn gì nữa? Nhìn lại mình xem, tiếng của lão tương cà rít lên cô gái trẻ vừa đi khuất lão tương cà thấy tiến lò đúc phi con xe máy đậu ngay trong sân nhà không còn ăn mặc kiểu quân khu rồi cưỡi xe honda 67 như hồi đầu giờ đây tay đại ca giang hồ mặc đúng mốt với quần bò đi kèm áo khoác gió cùng giày thể thao màu trắng nhìn thoáng qua mọi người đều nghĩ tay này vừa đi xuất khẩu lao động bên đông âu về tuy vậy nếu nhìn tinh Mọi người sẽ thấy khi ven áo, hai cánh tay của tiến lò đúc chi chít hình xăm. Đó là dấu ấn của ba lần y nhập trại. Mỗi hình xăm lại có một câu chuyện khác nhau. Ngắm con xe Honda Coupe 82 mới kính con, lão tương cà gật gù khen. Đi con xe này, nhìn chú tăng lên được mấy chân kính. Dạo này ăn mặc không đến nỗi như thằng phụ xe đường dài. Thấy tiến lò đúc ngắm bộ vì kèo và các cột nhà bóng loáng lão tương cà giới thiệu ngày trước hồi còn đương chức trong một lần đi công tác thanh hóa anh thấy ngôi nhà cổ đẹp quá hỏi ra tổ tiên nhà họ có người từng đỗ đại khoa ngay trên vì kèo còn khắc dòng chữ nho đề rõ chữ tự đức nguyên niên chắc là năm dựng nhà hoặc năm có người được sướng tên bảng vàng lão tương cà thở dài Ai... tổ tiên đỗ đạt hiền hách nhưng đến đời con cháu lụn bại nhà đó nợ thế nông nghiệp lại đúng lúc giáp hạt nên đói vàng bắt anh mua cái khung nhà này hết bao nhiêu tiến lò đúc hỏi cho có chuyện bởi y thấy đống gỗ mục này không đẹp lão tương cả khoe anh có đưa vàng họ không chịu vì có biết vàng thật giả đâu sau đó thấp nhất đổi cho họ một con bò một con bê cùng hai bao gạo thấy trong tủ nhà lão tương cả có bức tượng đồng giống như món đồ lấy được của lão hường cụt tiến lò đúc hỏi ngay Bức tượng này có đắt không? Ngạc nhiên khi thấy một thằng đâm thuê chém mướn quan tâm đến đồ cổ, nhưng lão tương cà vẫn giải thích. Đây là tượng người cầm đèn, món đồ đồng có từ thời văn hóa Đông Sơn cách đây khoảng 2.000 năm. Nó được tìm thấy trong ngôi mộ thời nhà Hán từ những năm 1935 ở Thanh Hóa. Giá trị cổ vật của nó ngang với trống đồng, quy ra không dưới 30 lá vàng. Ngụm trà trong miệng của Tiến lò đúc bỗng ứ nghẹn. Là kẻ có đầu óc nhanh nhạy, nên y tính nhanh. Con xe Honda Cup 82 không quá 5 lá vàng, cộng thêm 3 lá vàng nữa vị trí là 8 lá vàng. Như vậy chỉ riêng cái tượng người cầm đèn, lão hòa đào mộ ngồi mát ăn bát vàng đã lãi khẩm. Chưa kể những món cổ vật còn lại. Đến lúc này, tiến lò đúc mới thấm thía câu. Thằng còng làm cho thằng ngay sơi. Xót của tiếc công sức bỏ ra khiến cho tiếng lò đúc ngồi thừ người ngồi hầu chuyện lão tương cả nhưng thích được gọi là gia cát khổng minh đầu óc tiếng lò đúc quay cuồng vì miếng ngăn tận miệng bị thằng khác liếm hết phần ngon nhớ đến lời hứa của lão hòa đà mộ về việc ăn đồng chia đủ y thấy rõ làm ăn cùng bọn sói đầu đàn lấy đâu ra chuyện ăn chia sòng phẳng với bọn cáo già như lão hòa đà mộ tiếng lò đúc thừa biết mình không tranh luận được chỉ còn cách một đập ăn quan. Việc anh nhờ chú đến đâu rồi? Lão thương cả cất tiếng hỏi. Tiến lò đúc lúc này như có ai sát muối vào tâm can vậy. Mấy ngày trước, Y Vinh Vang chở người vợ không hôn thú vi vu trên con xe Honda mươi 82 mới tinh. Do thấy việc kiếm tiền quá dễ, lại không đổ máu. Y còn cho rằng lão hòa đà mộ là ngôi sao may mắn chiếu mệnh. Ai ngờ lão đó tham, nên ăn chặn gần hết chiều qua lúc đưa vợ vào bia bà lễ bái tiến lò đúc mắc bệnh đếm cua trong đỗ y dự tính làm thêm vài phi vụ nữa cùng lão hòa đào mộ khi có nhiều tiền trong tay y sẽ chuyển từ khu tập thể cũ xuống mặt đất dự định đó không phải viển vông do còn mớ đồ cổ chưa tìm được người định giá nhưng y chắc mầm nó đem lại khối tiền tạm nuốt trôi cục tức đang mắc trong cổ họng tiến lò đúc thông báo em sai lũ đàn em truy lùng nhưng bọn cướp tiền của anh đã cao chạy xa bay. Khó ở chỗ vì chúng không thành công. Bởi thế không truy được dấu vết. Giả như chúng nó cướp được trống đồng hay bấy cọc tiền lại dễ tóm. Vậy còn thằng Sông vào cướp. Lão tương cả hỏi xong chăm chú đợi câu trả lời. Không rõ vì sao lão tương cả quan tâm đến số phận thằng Hùng chim lợn tiến lò đúc hẹn lắc đầu. Nó mất hút con mẹ hàng lươn rồi anh. Lão tương cả thở dài nhắc. Anh biết việc đó hơi khó, nhưng chú để tâm giúp anh. Bằng mọi giá, phải tìm cho ra thủ phạm. Sách chai rượu cùng mấy món nhắm đặt lên bàn, lão tương cà vui vẻ nói ngay. Thôi, việc đó tạm gác qua một bên, bây giờ anh và chú đánh chén đã. Anh có việc khác quan trọng hơn cần bàn. Sau trận rượu từ trưa vắt sang tận 3 giờ chiều, tiến lò đúc dù váng vất trong đầu, nhưng vẫn chạy xe từ thạch bàn về Hà Nội tấp xe vào quán nước quen ngay gần sân vận động Bách Khoa. Tiến lò đúc bẫy thằng Bảo còi đang ngồi bốc phét gần đó lại, rồi ra lệnh. Mày déo thằng sán đồ tể, thằng Ba Kiến và thằng Vinh Sẹo. Đúng 8 giờ tối nay, có mặt tại nhà tao. Đúng 8 giờ tối. Lúc này, nhiều nhà trong khu tập thể Mai Hương đang quây quần bên mâm cơm. giờ dĩ ăn tối muộn, vì dạo này điện không bị mất thường xuyên như trước. Nếu cắt điện luân phiên sẽ xảy ra vào ban ngày. Tầm 7 giờ tối sẽ có điện cho bà con sinh hoạt. Trong lúc mấy tên đàn em ngồi dán mắt vào màn hình coi phim, Tiến lò đúc bước vào bếp hỏi vợ. Xong chưa? Nhanh tay chút không chúng nó chết sạch vì đói. Từ ngày chuyển sang bán xôi, hôm nay, hàng môn được chồng tín nhiệm, giao nhiệm vụ làm những món sở trường đã giúp cô trụ vững trong những ngày đầu sống tại Hà Nội thậm chí gánh cháo lòng khiến cô không chịu cảnh vất vưởng khi trắng tay rời nhà chồng bên ngõ lò lợn trôi giạt sang bên này. Hằng đã làm sạch và luộc lòng cũng như băm tiết trộn rau, đỗ xanh nhồi làm nhân để luộc rồi từ trước. Với nồi cháo lòng quen thuộc, Hằng ngâm gạo từ chiều. Cô chọn loại gạo pha tấm có thêm 3 phần gạo nếp để nồi cháo được dẻo. Lúc đó ăn miếng nào ngon miếng đó. Để có nồi cháo ngon, sau khi luộc xương hàng vớt bọt rồi cho miếng tiết lợn vào khuấy đều nồi cháo lòng thiếu tiết coi như hỏng ngoài tim lòng và dạ dày nấu cùng cháo món ăn tưởng đơn giản nhưng được chế biến cầu kỳ không thể thiếu lưỡi lợn cùng hành gừng và hạt tiêu chính vì nấu ăn có tâm như vậy dù đã chuyển sang bán xôi nhưng khách quen vẫn nhớ bắt cháo lòng của cô đặc biệt vào những ngày đông giá lạnh hay những ngày đầu xuân mưa phùn do bấc ông khách quen từ dạo hàng bán hàng bên ngõ lò lợn, sau đó lại theo cô sang tận ngõ Mai Hương để ăn. Đến khi thấy cô chuyển sang bán xôi, ông khách đã buồn bã nói, em đã theo chồng bỏ cuộc chơi. Nghe chồng dục hàng thoan thoát thái rồi, lòng, rồi sắp ra mấy đĩa sứ trắng to. Cô không quên bày các loại rau sống ăn kèm. Vốn quen chiều lòng thực khách, Hằng làm sẵn bắt nước chấm cùng bắt mắm tôm, tùy khẩu vị mỗi người riêng nồi cháo lòng sẽ được đun nhỏ lửa dành ăn sau cùng. Hằng cẩn thận để sẵn bắt hành hoa cùng đĩa hạt tiêu xay bên cạnh, bởi ăn lòng mà không đủ gia vị sẽ kém ngon. Ngồi xem phim trên nhà, mùi thức ăn thơm ngào ngạt khiến mấy tên đàn em nhấp nhổm không yên. Biết trước khi ăn phải thông họng bằng mấy chén rượu, bảo coi đã lăng xăng đi trắng rửa mấy chiếc cốc đợi giờ đánh chén. Y xuống bếp xin phụ chân bê mâm cho nhanh đợi mọi thứ đặt đúng vị trí lúc này hàng xin phép chồng đi xem kịch cô biết giờ này các ông tướng bắt đầu ăn và uống chắc đến nửa đêm giải tán còn sớm không đợi vợ nói thêm câu thứ hai tiến lò lúc gật đầu rồi phẩy tay ra phía cửa nhiệm vụ của vợ đã hoàn thành giờ là lúc y cần không gian vắng đàn bà để bàn chuyện đại sự trong vai trò đại ca khi cánh cửa đóng lại tiến lò đúc nâng cốc rượu thông báo hôm nay uống vừa phải chút nữa tao cần một mày tỉnh táo để bàn việc biết đại ca không nói hai lời sán đồ thể thống nhất cả bọn sẽ uống không quá năm cốc rượu như vậy đáp ứng đúng yêu cầu của đại ca mặc dù sẽ hơi nhạt miệng tiết trời mùa thu và buổi tối mát mẻ thời điểm này những món trên mâm khiến mấy tên đàn em của tiến lò đúc sơ nhiệt tình tuy vậy công bằng bà nói dù trời nóng trên 40 độ nếu có đánh chén như hôm nay tiến lò đúc biết chắc mấy ông con rời vẫn cởi trần uống rượu tì tì và sơi cật lực Kể từ ngày bắt tay làm ăn cùng đã hòa đà mộ, nhầm tính sơ qua, tiến lò đúc thấy mình được nhiều hơn mất. Ngoài số tiền công lão trả kèm con xe Honda Coupe 82, y hiện đang sở hữu một mớ đồ cổ không kém dân buôn nào. Dù không có kiến thức và tầm hiểu biết về chỗ đồ cổ, nhưng tiến lò đúc luôn tin chắc nó rất có giá trị. Vì thế không phải tự nhiên con cáo già như lão hưởng cột phải chôn giấu ngay trong lòng bảo tháp. Không uống rượu tiếp, dù mới làm qua hai cốc, sau khi vào bếp múc cho mình bát cháo lòng còn nóng hồi, Tiến lò đúc hỏi mấy tên đàn em. Theo chúng mày, nếu thằng Hùng chim lợn chưa chết, vậy nó hiện đang ở đâu? Là kẻ vào sinh ra tử cùng với Hùng chim lợn nhiều lần, tận mắt chứng kiến thằng đàn em ngã vật trước nhà sàn, không cần suy nghĩ nhiều, sán đầu tề nói ngay. Thằng đó sống cũng thành thật, bởi ngoài việc dính trùm nạn hoa cải, nó nghiện oạt nên không rời xa được khói thuốc viện quá nửa ngày. Nhưng nó đang ở đâu, tiến lò đúc hỏi lại bá kiến vừa ăn vừa nốc rượu quá năm cấp, để tạo ra mình không kém phần thông thái y phân tích em nghĩ thằng đó bị tóm rồi chắc giờ này đang chăn kiến trong nhà tạm giam của công an tỉnh mày đã thấy thằng nào bị tạm giam hơn một năm chưa nếu nó bị tóm thì liệu thằng sán đầu tể và tao còn được ngồi đây không tiến lò đúc phản bác lại ăn gần hết bát cháo lòng cởi bất áo cho đỡ nóng tiến lò đúc biết hỏi bạn đầu đất này đến mùng thất sang năm không tìm được lời giải. với bao thuốc lá trên mặt tủ sau khi châm lửa hút y căn dặn trung mày nhớ để tâm vào việc dò la tin tức thằng hùng chim lợn nó chưa chết nên tao cần biết hiện nay nó đang ở đâu trong lúc đám đàn em ngồi chén sạch mấy đĩa lòng rồi tiến lọ đúc ra ngoài hành lang suy nghĩ về cuộc nói chuyện hôm trước hễ nghĩ đến việc lão hòa đà mộ ăn dày quá y chỉ muốn vác khẩu beretta do lão tương cả tặng đến đòm cho một phát khi bình tâm nghĩ lại y biết như vậy là tự bắn vỡ nồi cơm của mình bởi đây là mối quan hệ cộng sinh nếu thiếu y chưa chắc lão đó thực hiện được mưu đồ đen tối nhưng không có lão già ăn bẩn đó y không biết xoay đâu tiền để nuôi bọn phàm phu tục tử đang ăn thùng uống vại trong nhà ngó từ bên ngoài vào trong nhà tiến lò đúc thấy bốn tên đàn em múc cháo ăn ngon lành tự dưng y thấy phải thận trọng trước mọi hành động. Nếu không lúc y theo chân hoàng dỗ nhập trại, có thể thằng sán đồ tề lại tiếp quản làm đại ca của nhóm này. Đợi cho đám đàn em đánh chén no say, Tiến Lò Đúc đưa tay tắt đầu video rồi chậm rãi thông báo. Thằng bảo coi, đêm nay sang khu bách khoa bê trộm bộ đồ nghề sửa xe đạp cho tao. Bảo coi ngơ ngác hỏi lại, bộ đồ sửa xe có đáng mấy tiền đâu, đại ca lấy làm gì? Chỉ tay vào sán đồ tề cùng vinh sẹo tiến lò đúc nói hai thằng này chắc lão hòa Đào mộ biết mặt rồi bởi thế mày ngồi sửa xe ngay đầu dốc nhà lão nhớ để ý đám khách ra vào từng bị dính đạn một lần ở trong vườn nhà lão hòa Đào mộ vinh sẹo thấy hồi hộp nên hỏi lại mình lại đột bòm nhà thằng già quay quốc đó phải không đại ca tiến lò đúc khẽ lắc đầu y giao việc tiếp cho lũ đàn em vinh sẹo cùng thằng sán đồ tề theo dõi lão hinh ngoài bãi nghĩa dũng địa chỉ cụ thể chút tao đưa vậy còn em bác kiến vội hỏi Mày lượn lại tay nghề, đến đúng thời điểm sẽ ra thay. Tiến lò đúc chốt luôn. Đợi bảo coi rất trà cho mọi người. Tiến lò nó đúc nói nhỏ để cả bọn cùng nghe. Ngày xưa, chúng mày gia nhập hết hội nọ đến hội kia. Ngoài việc vác dao chém nhau, có nhà đừng mẩu xít nào nhét túi không? Bọn mày vừa theo tao có một năm. Anh em thằng Ba Kiến và Vinh Sẹo có ngay con xe mô kích lượn lờ chim gái. Thằng sáng đồ tể năm ngoái còn trồng bông đạp xích lô ựa cả mì. Bây giờ về về con xe Honda 67 kém gì công tử Bạc liêu? tiến nỏ đúc khẽ hắng giọng nói như vậy tao giữ đúng lời hứa kiếm được tiền cùng hưởng thằng nào bị công an vịn sẽ coi anh em lo giúp từ bên ngoài chỉ vào tên đàn em ít tuổi nhất tiến nỏ đúc vỗ về thằng bảo coi nhiệt tình chịu khó hiện giờ tạm đi nhờ xe của anh sán sau bài phi vụ nữa sẽ có xe máy đi cho bằng anh bằng em lúc hàng môn về nhà cô ngạc nhiên khi thấy nhà cửa sạch sẽ trong bếp đống mâm bát được rửa và xếp gọn không bừa bộn như hồi trước tiến lò đúc đứng phía sau xoa mông vợ rồi giải thích chúng nó bác mồm nên ăn được thì rửa được còn bát cháu lòng phần em để trong trạng. hâm lại cho nóng rồi ăn bưng bát cháo ngồi ăn hằng thầm cảm ơn chồng đã nhớ đến vợ bởi lúc nấu ăn xong cô vội đi xem kịch nên chỉ ăn tạm gói sôi khúc mua dưới phố dù chưa sống cùng nhau lâu nhưng hằng vẫn biết hễ khi nào chồng mình ăn nói tình cảm Y rằng hôm đó dù mệt cô vẫn phải phục vụ chồng nếu không cô sợ y mò đi kiếm gái rồi về đổ bệnh còn khổ nữa thấy chồng thay băng video khác Hằng vừa ăn vừa hỏi anh sẽ mãi thể loại băng tươi mát không chán sao tiến lò đúc thản nhiên trả lời nếu chán xe băng kiểu này chắc lúc đó anh chán em luôn nằm bẹp trên giường đến lúc đói bụng hùng chim lợn ngồi dậy tìm thức ăn nó thấy ngay đầu giường có một đĩa xôi nguội ngắt để sẵn. So với ngày trước còn tung tăng, hùng chim lợn đã yếu đi rất nhiều. Những lúc vật vã khốn khổ vì lên cơn thèm thuốc viện. Nhiều lần hùng chim lợn đập đầu vào tường liên tục. Ngó xuống gầm giường, hùng chim lợn cầm chiếc bô nhựa rồi vạch quần đái vào. Nó muốn bước ra phía cửa, nhưng sợi dây xích không đủ dài. Thế giới của hùng chim lợn giờ đây chỉ quanh chiếc giường, nếu cuồng chân nó đi dạo trong phạm vi một mét rưỡi của dây xích để tránh cho hùng chim lợn tự tử mọi vật nhọn cũng như chiếc gương đã được tháo bỏ đĩa đựng sôi bằng loại nhựa dẻo kể cả tô đựng cơm canh và thìa đều bằng nhựa kể từ ngày bị nhốt trong căn phòng này hùng chim lợn không có khái niệm ngày và đêm hôm nào có ánh nắng dọi vào nó ngước nhìn bầu trời qua chấn song cửa sổ với vẻ thèm muốn được tự do sau thời gian đầu đập phá không ăn thua giờ đây thấy sức khỏe giảm sút nghiêm trọng hùng chim lợn ù mưu phá khóa xích ở chân với một kẻ chuyên trộm cắp như nó chỉ cần có trong tay một đoạn dây thép nhỏ sẽ làm nên chuyện tiếc rằng quanh chỗ nằm bói cả ngày không tìm ra màu kim loại vụn nào nhiều lúc hùng chim lợn gào thét trời bới trong vô vọng nó không nghĩ thanh niên vừa bước sang tuổi 22 như mình phải chịu cảnh đọa đầy còn khiếp hơn ngục tù. Bởi lúc đi tù, nó còn được hít thở không khí và ngắm ánh mặt trời khi tham gia lao động. Nếu trong tù, nó không bị xích như chó vào một chỗ như thế này. Thậm chí dù ở trong tù, nhưng nó còn được thấy ngày về. Ăn đĩa sôi triệu trạo như nhai dâm, hùng chim lợn tu giải ca nước cho đỡ nghẹn. Trong cơn phẫn uất vì cảnh tù túng, cầm bô nước đái hắt ra phía trước, mặc dù chút nữa mùi khai bốc lên. Chính nó là kẻ phải người. Không có gương, nhưng hùng chim lợn biết khuôn mặt mình có sẹo. Thậm chí nếu gặp lại đại ca cùng băng nhóm, gã vinh sẹo phải nhường biệt danh cho nó thành hùng sẹo mới đúng. Bởi gã đó chỉ có một vết sẹo dài bên mặt do bị dao chém trong một vụ thanh toán ân oán giang hồ. Trong khi mặt hùng dính mấy viên nạn hoa cải, đến lúc này khi các vết thương đã lành, nó tự hỏi vì sao mình không chết đó quả là phép lạ không giải thích được đi quanh chiếc giường mãi cũng chán hùng chim lợn ngồi bó gối trên giường đưa mắt lơ đãng nhìn dòng nước vàng vàng bắt đầu theo độ dốc của sàn nhà tụ về phía chân giường đó là chỗ nước đái nó vừa hắt trong bô ra theo thói quen cố hữu hùng chim lợn bắt đầu chửi bới nhưng giọng đã không còn như trước thoát ra từ cổ họng chỉ là những tiếng phào phào yếu ớt chán nản và tuyệt vọng hùng chim lợn ôm đầu gục xuống trong đau khổ lúc này nó thèm được bắn một bi thuốc phiện rồi chết cũng cam lòng bởi đã lâu rồi nó không được đắm mình trong làn khói có mùi quyến rũ của ả à phù dung không biết mình đã thiếp đi trong bao lâu nhưng lúc mở mắt hùng chim lợn thấy ngoài khung trời tối đen như mực vũng nước đáy trên nền nhà được lau dọn sạch sẽ còn ngay đầu giường có một chiếc bánh giò nguội đợi nó đây là bữa tối như mọi ngày nhìn cốc nhựa đựng nước bằng con mắt căm thù. Hùng chim lợn biết rõ trong nước có thuốc ngủ, bởi thế lúc sáng uống xong cốc nước, nó thiếp đi mê mệt đến tận bây giờ. Cuộc đời thật oái oăm, nếu không uống nước, nó sẽ khát cháy cổ. Nhưng uống vào, giấc ngủ kéo đến còn nhanh hơn cả cơn rông. Không ngăn, cũng không uống. Hùng chim lợn nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ lần trước. Do chủ quan, nên nó không cầm súng chỉ mang theo con lưỡi lê bước lên chín bậc cầu thang. Nó không biết họng súng kíp đã chĩa về phía cửa ngay khi nó đặt chân lên bậc cầu thang đầu tiên. Ngồi trong căn phòng yên tĩnh đến giận người, không có tiếng người, tiếng xe cộ qua lại, thậm chí tiếng chim hót cũng không. Trong đầu hùng chim lợn, luôn nung nấu ý định, nếu một ngày nào đó thoát được khỏi nơi này, việc đầu tiên nó làm là kiếm tiền mua căn xăng, rồi phóng hỏa thiêu rụi tất cả sau đó nó sẽ giết sạch những kẻ giam cầm cho hạ cơn uất hận trong lòng. Hôm đó khi vừa bước chân đến cửa ngôi nhà sàn, tiếng súng nổ khiến hùng chim lợn đổ vật xuống. Nó cảm nhận rõ máu từ mặt, từ vai chảy ra, không cách gì ngăn được. Nhìn thấy hùng chim lợn dính trùm đạn hoa cải, không còn cơ hội sống. Gã người mường vội bước qua xác nó, đi ra ngoài vườn cam. Gã người mường lạnh lùng đào hố để biến tên giang hồ thành phân bón cho cây. Nhưng đây chính là sai lầm khiến gã phải trả giá bằng mạng sống của mình. Dù dính đạn hoa cải vào mặt và người, nhưng hùng chim lợn cao số nên không chết. Nó gục xuống đất đi, do choáng và sốc. Tuy vậy, những mảnh kim loại không găm vào chỗ hiểm, đa phần chúng dính vào phần mềm. Hùng chim lợn không rõ mình ngất trong bao lâu, nhưng khi cảm thấy máu và nước lạnh ngấm vào người là lúc nó tỉnh lại. Gã người mường đặt hùng chim lợn nằm trên một tấm bạt cũ rồi kéo ra chỗ gốc cam gần cuối vườn. Đó là loại bạt của xe con măng ca. Hùng chim lợn nhớ rõ là vậy. Đợi cho gã người mường cúi xuống định bê mình, ném xuống cái hố nông tròn. Hùng chim lợn cầm lưỡi lê dồn hết sức đâm một nhát xuyên thấu tim. Cuối cùng thân xác của gã người mường được dùng bón cây, không phải hùng chim lợn. Hôm đó dùng chút sức tàn còn lại, hùng chim lợn hất xác cả đó xuống hố rồi lấp đất lên trên khi hùng chim lợn vịn hàng rào bước ở vườn cam ra bên ngoài gã sán đổ tề đã cao chạy xa bay từ lâu bỏ mặc đồng bọn trong cơn huy khốn hùng chim lợn đi mò mẫm trong đêm tối nó hướng tới một ngôi nhà sàn có le lói ánh đèn dầu để bước tới nhưng sức người có hạt một lần nữa nó ngã gục ngay giữa đường không biết trời đất trăng sao gì nữa ngồi mãi trên giường lúc này thấy khát khô cổ nhưng hùng chim lợn không dám uống nước có pha thuốc ngủ nó tranh thủ ăn chỗ bánh giò nguội trước tiên sau đó sẽ nhấp môi cho đỡ khát đã nhiều lần tỉnh táo hùng chim lợn dự tính sẽ uống nước tiểu của chính mình hoặc pha loãng cốc nước bằng nước tiểu như vậy khi uống vào sẽ không bị ngấm thuốc nghĩ được như vậy nhưng nó vẫn chưa dám thực hiện vì ghê sợ vừa ăn được thìa bánh giò đầu tiên mọi thứ bỗng trở nên tối đen như mực giống y chang buổi tối nó bị ngã gục ngoài đường. Biết lại mất điện, nên hùng chim lợn ngồi ăn một cách lặng lẽ trong bóng tối. Nó nguyền rùa những kẻ đã dấp tâm giam cầm nó đến thân tàn ma dại. Dù đã dự tính chỉ nhấp môi cho đỡ khát, nhưng do mất điện, khiến cho không khí có phần oi bức ngột ngạt vì chiếc quạt trần ngừng chạy. Chịu không nổi cái nóng, hùng chim lợn uống hết nửa cốc nước nhằm giải nhiệt. Nó dựa lưng vào tường, nhớ về quá khứ, với tâm trí hỗn độn. Dù cố chống mắt nhìn ra phía cửa, tuy nhiên không quá 10 phút sau, hùng chim lợn ngã vật xuống giường, ngủ một cách ngon lành. Cơn mưa tẩm tã khiến nước mưa từ cửa thông gió trên cao hắt xuống. Dù không biết mấy giờ, nhưng hùng chim lợn chợt tỉnh giấc. Dù muốn hứng nước mưa, nhưng ý không sao với lên được chỗ cao đó. Sau một hồi suy tính, Hùng chim lợn quyết định hất bô nước đái ra nền nhà. Việc này quá quen thuộc nên người lau dọn không hề ngạc nhiên. Còn mùi khai nồng trong phòng, Hùng chim lợn ngửi mãi thành quen. Úp bô nước đái xuống giường, Hùng chim lợn cầm cốc nhựa rồi đứng lên bô để hứng nước mưa. Ngô mãi cũng thành khôn, bởi vì đứng trên bô đúng là vừa tầm tay. Mưa to nên không mấy chốc đã đầy cốc nước. Ngồi im trong bóng tối, Hùng chim lợn bắt đầu suy tính nếu để cốc nước trên bàn những kẻ giam giữ sẽ đổ đi thay bằng cốc nước có thuốc ngủ như vậy toi công y quyết định dùng cốc nước vừa hứng đổ vào bô để tráng sạch cốc nước thứ hai hứng được y sẽ chứa trong bô để uống dần bị giam cầm trong căn phòng đã lâu hùng chim lợn nắm rõ quy luật nơi đây bình thường y sẽ được uống nước không qua thuốc ngủ vào thứ ba và thứ bảy bởi hai ngày đó sẽ có một gã thanh niên mặt mũi lầm lì vào phòng. Sau khi mở khóa xích, gã đó sẽ đẩy Hùng vào nhà tắm để y tự vệ sinh cơ thể. Có lẽ bọn này đã lường hết mọi tình huống. Trong nhà tắm, mọi thiết bị đều bị tháo hết, kể cả gương treo trên tường. Vật duy nhất còn lại là chiếc chậu và gáo nhựa. Lấy xong ca nước cho vào bô, Hùng chim lợn nằm ngủ như mọi ngày. Chút nữa khi mặt trời xuất hiện, y quyết định chào ngày mới bằng cách đứng trên giường đái cho bắn khắp nơi thay lời nguyền rủa lũ bất nhân đúng như hùng chim lợn dự đoán một người phụ nữ nhỏ bé cầm chổi và xô nước đi vào quen với việc nước đái tung tóe trên nền nhà không một lời ca thán bà ta dội xô nước nhằm pha loãng chỗ nước tiểu sau đó bắt đầu dọn dẹp nhìn điệu bộ nhẫn nhịn của người phụ nữ hùng chim lợn hiểu rõ chỉ có những kẻ được trả công mới nền tính như vậy nhưng kẻ nào đứng sau mọi việc nhất thời y chưa đủ tỉnh táo để nghĩ đến nằm trên giường quan sát mọi hoạt động của người phụ nữ hùng chim lợn lo no sợ bà ta tiện tay đổ bô có chứa gáo nước mưa của y nếu như vậy coi như cả đêm công cốc rất may khi nhìn thấy trong bô có ít nước nên người phụ nữ bỏ qua dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy người phụ nữ bưng vào một cốc nước cùng bát bún đã nguội chắc bún được mua từ sớm dù chưa đói, nhưng hùng chim lợn ngồi ăn một cách lặng lẽ. Trong lúc ăn, y lức nhanh về phía cửa buồng, nơi có khoét một lỗ tròn để người bên ngoài nhòm vào. Vào những thời điểm nhất định trong ngày, hùng chim lợn biết kẻ chủ mưu quan sát mình từ bên ngoài. Chỉ có điều trong phòng sáng quá nên y không nhìn ra ngoài tối được. Lỗ tròn này vốn được các nhà dân khoét để khóa cửa từ bên trong nhằm chống trộm cắt khóa. Giờ đây họ sử dụng để quan sát kẻ bị cầm tù Tơn mưa kéo dài nên hai ngày liên tiếp hùng chim lận đổ cốc nước pha thuốc ngủ xuống sàn nhà y chấp nhận uống nước mưa tuy lạnh bụng nhưng khiến đầu óc tỉnh táo hơn đến ngày nắng ấm vừa ăn bữa trưa xong người phụ nữ mở cửa rồi xách một xô nước ấm mang vào phòng tắm sau khi đổ ra chậu nhựa liền bước ra ngoài hùng chim lận không còn hơi sức trời bới nhưng dạo đầu y cũng không buồn cất tiếng hỏi vì những kẻ bước vào căn phòng này đều như kẻ điếc bọn chúng không thèm trả lời bất kỳ câu hỏi nào của y đang suy nghĩ miên man. Gã thanh niên có bộ điệu lầm lì bước vào trong phòng. Gã cúi xuống mở khóa dây xích, rồi nói cộc lốc, vào đi tắm. Không biết ngày giờ chính xác, nhưng Hùng Chim lợn đoán hôm nay là thứ bảy. Y dùng tay xoa cổ chân, bị xích nhiều đã hằn đỏ và có vết loét rồi đi vào nhà tắm. Nhìn trọng nước ấm cùng chiếc chăn chiên sáng nay để trên giường thay cho vỏ chăn mỏng, Hùng Chim lợn khẽ thở dài, biết trời sắp sang đông. Dù đang tắm gội, nhưng hùng chim lợn đào mắt như giang lạc. Y luôn hy vọng sẽ tìm được một mẩu dây thép để mở khóa. Hầu như y thuộc đến từng viên gạch trống trơn lát nền nhà tắm, từng vết xước của những viên gạch có kích thước 10 x 10 cm ốp quanh tường. Tất cả đều không có một thứ gì lấy được, kể cả một cây đinh. Hôm nay, mọi thứ đã thay đổi. Trời không phụ sự kiên trì của kẻ bị giam cầm. Thoáng nhìn thấy một cái cặp quần áo bằng gỗ ở trên lộ thông gió hồng chim lợn tắm nhanh và tranh thủ thay quần áo trong nháy mắt y đưa tay với cái cặp gỗ nhét vào túi quần lừng có lẽ do mưa to nên chiếc cặp gỗ này bị gió thổi hất văng vào đó bởi vì hùng chim lợn đã quan sát rất kỹ căn phòng tắm suốt mấy tháng qua không thấy gì với người khác đây chỉ là cặp quần áo thông thường nhưng với y nó như là thứ vô giá bởi đoạn lọt xo dù ngắn ở giữa hai mảnh cặp gỗ đủ cho y chế thành chìa khóa vạn năng. Sợ bị gã lầm lì phát hiện, Hùng chim lợn lau khô tóc rồi ngoan ngoãn bước ra khỏi nhà tắm. Ở bên ngoài, gã thanh niên ngồi trên ghế nhựa, nhìn vào để canh chừng. Cánh cửa nhà tắm được tháo đi từ lúc Hùng chim lợn bị nhốt trong này. Ngay khi chiếc xích được lồng vào cổ chân rồi bập khóa, gã thanh niên lầm lì rời phòng rồi khóa cửa. Để tránh bị lộ việc mình có dấu vật lạ, Hùng chim lợn trùm chăn như nằm ngủ Kỳ thật y bắt đầu tìm cách tháo đoạn lò xo. Công đoạn sau đó y sẽ kỳ công dùng tay uốn thẳng để làm chìa khóa bản năng. Công việc nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng đến lúc mở được chiếc khóa cùm dưới chân, hùng chim lợn đáng chừng mất khoảng một tuần. Đầu giờ sáng khi nhiều người vội vã dắt xe rời nhà đi làm, không ít người trong số đó vẫn giữ thói quen mang theo cặp lồng cơm dành cho bữa trưa. Bởi đồng lương eo hẹp nên họ không ăn cơm bụi như người khác. Ở bãi Nghĩa Dũng, có những hàng ăn, dù nổi lửa từ sớm, nhưng mùi khói than như còn phảng phất quanh đây. Khu lao động nên có đủ âm thanh hỗn tạp kèm tiếng chửi nhau như điểm tâm sáng. Không có vẻ gì bận rộn như phần còn lại, Vinh dẻo cùng sán đồ tề ngồi co chân trên chiếc ghế băng của hàng nước. Lúc này, sán đồ tề dùng thanh đóm diêm châm lửa hút thuốc lào, nhưng đôi mắt của y vẫn dõi theo con ngõ nhỏ phía đối diện, nơi lão huynh trọc đang sinh sống. Mặc cho sán đồ tề rình mồi, tranh thủ lúc quán vắng khách vinh sẹo lấy cớ xem bói để nắm tay cô bán nước còn trẻ y bắt đầu trồ tài xem bói chỉ tay vốn kiến thức hầm bà lặng do vinh sẹo học được từ ngày còn trong tù hồi đó tên đại ca buồn từng dạy dỗ thằng nào bẻ mép lại biết chút ít về xem bói sau này đi đâu bị thất cơ lỡ vận lúc đó dựa vào việc uốn lưỡi cú diều sẽ có cơm bưng nước rót gái dâng tận miệng khi ra tù có dịp lang bạt kỳ hồ nhiều nơi vinh sẹo ngẫm ra cái điều tên đại ca trong tù nói không sai Bãi Nghĩa Dũng vốn không lạ gì với Vinh Sẹo, do ngày xưa y từng đánh bạc rồi đâm chém nhau tại đây. Còn ngõ nhỏ nơi Lão Hinh Chọc đang ở, những năm 1978 có hai gia đình người Hoa sinh sống. Sau năm 1979 họ chuyển đi nơi khác. Có tin đồn họ vượt biên sang Hồng Kông rồi đi tới nước thứ ba. Cầm tay cô gái xem bói chán chê, Vinh Sẹo hất hàm về phía con ngõ nhỏ, y tự giới thiệu. Ngày trước ông Hinh Chọc cùng với bà vợ anh quên mất tên thường coi bói của anh. Cô gái bán nước còn trẻ và ưa nhìn, nghe Vinh Sẹo nói vậy liền tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô không nghĩ gặp được thầy xem bói cao tay ở chốn này. Cô tâm tắc khen Vinh Sẹo. Ồ, vậy anh biết xem bói từ khi còn bé sao? Bà vợ ông Hinh là người Việt gốc hoa, đã vượt biên từ năm 79 rồi. Vinh Sẹo biết mình nói hớ, bởi vì năm 79, lúc đó y còn đang học cấp 2. Đâm lao phải theo lao, nếu không sẽ lộ ra chân tướng bị bợp, y liền giải thích ngày đó sư phụ anh coi bói cho hai vợ chồng ông Hinh, anh đứng phụ thôi em. Câu chuyện đang lúc đượm như chén trà, bất chợt từ trong ngõ một người đàn ông cưỡi con xe máy mobilet chạy ra ngoài đường. Nhìn lão đó đầu không có sợi tóc nên bóng loáng đến mức con ruồi không đậu nổi. Chưa cần xem mảnh, nhưng hai gã giang hồ biết ngay đó là kẻ cần theo dõi. Thanh toán tiền nước cho cô gái, Vinh chào ấm ở hẹn ngày rảnh sẽ xem bói nốt ruồi cho chính xác. Thời gian về địa điểm y sẽ thông báo sau. Cô gái hơi lưỡng lự nhưng vẫn gật đầu chấp nhận. Sau khi con xe Honda 67 cách xe của lão hinh chọc khoảng 20 mét, sán đồ tề giảm ga cho xe chạy chậm lại để giữ khoảng cách. Miễn là con mồi vẫn ở trong tầm ngắm, y hỏi vinh sẹo. Mày định bày trò xem bói nốt ruồi, để múc con danh bán nước phải không? Vinh Trèo cười khoái trá rồi nói <laughs> Xem nốt rồi là cách nhanh nhất Để các em phải tự nguyện cởi đồ Lúc đó mỡ dâng tận miệng mèo không sơi lại có tội với rời. Anh biết rồi, còn vơ vịt hỏi. Hất hàm về phía huynh trọc, sán đồ tề thông báo. Lão giả trông vậy, nhưng giàu ngầm. Ngày trước khi mụ vợ vượt biên, có để lại cho lão hai căn nhà cùng đống của chìm. Vì thế lão sống phòng lưu không cần suy nghĩ. Lão này đắc tội với ai nhỉ? Sao có người muốn xử lý? Vinh sẹo thắc mắc. Sán đồ tề tỏ vẻ hiểu biết, y phán luôn chắc dạng chó tranh ăn thôi. Bọn này già rồi. Có tiền nên dừng bỡ, Ngoài tranh gái còn việc gì đâu. Lão Minh Trọc dừng xe ngay quán bia ở dốc Bắc Cổ. Dù buổi sáng chưa phải lúc đông khách, nhưng trong quán đã có vài ông khách ngồi uống bia, nói chuyện rôm rả. Có một điểm chung giữa các ông ngồi ở đây. Hễ ra khỏi nhà, thoát được ánh mắt của bà vợ già, ông nào cũng trẻ trung, hoạt bát và hoạt ngôn hơn lúc ngồi bó gối ở nhà. Khác với mấy ông đang bàn chuyện trên trời dưới bể, lão huynh trọng chậm rãi thưởng thức vải bia lạnh và ngắm con xe mobilet đứng từ xa quan sát con mồi vinh sẹo gật đầu nói ừ đúng là kiểu người như lão này không chơi cùng ai như vậy chắc tranh gái thật kiên nhẫn đợi lão huynh trọc uống bia lượn phố cổ đến lúc quay về nhà sán đồ tề yên tâm chạy xe đến ngõ mai hương y muốn báo cáo tình hình cho đại ca hôm nay bảo còi cũng vừa hạn quay về sau cả tuần ngồi bơm vá sửa chữa xe đạp trên đê yên phụ ngày trước mỗi lần đi cùng đại ca giải quyết công việc sán đồ tề phải cong mông gồng mình đạp xích lô kể từ ngày có con xe máy chạy vi vu khiến y cảm thấy có động lực hơn rất nhiều lúc chạy xe trên đường sán đồ tề thấy tiếc vì chưa kiếm được một người con gái lấy làm vợ do gái nhà lành không muốn gắn đời mình với tên giang hồ như y còn loại gái giang hồ y không thiết tha loại đó chỉ bóc bánh trả tiền cho nhẹ nợ. Hồi sáng nhìn thằng Vinh sẹo bè mép tán gái, khiến sán đồ tể thầm tán phục. Do không quen lối nói đông đưa, chính vì thế, mỗi khi gặp gái, dù quen hay lạ, y thường nói câu cửa miệng quen thuộc, tàu nhanh không em? Nhiều lúc nghĩ lại, biết là nói mất dạy không thể kiếm được gái ngoan, nhưng tật xấu ngấm sâu vào máu nên khó bỏ ngay được. Có nhiều lúc nhìn trộm em hằng muôn ngực nở mông cong, sán đồ tề thấy mình ngu ngốc khi giới thiệu cho đại ca hồi đó y ngại vì chồng cũ của em hằng muôn là hàng xóm của y bên ngõ lò lợn nhưng giờ nghĩ lại chỉ biết tặc lưỡi vì tiếc đứt ruột đúng là số y nhọ đủ bề đợi mấy tên đàn em có mặt đông đủ theo hiệu lệnh của đại ca bảo còi vào bếp bưng ra một đĩa nem rán cùng đĩa xôi ế bữa trưa gọn nhẹ nhưng vẫn đủ no bụng cho mấy kẻ uống nhiều hơn ăn nhằm tránh cho lũ đàn em say sưa rượu chè rồi hỏng việc tiến lò đúc nói ngay chúng mày báo cáo tình hình một tuần xem công việc tiến triển tới đâu trưa nay có gì ăn đấy tuyệt đối không nốc rượu thằng nào chê không ăn thì nhịn luôn bảo coi cầm gói xôi nói ngay em theo lệnh đại ca ngồi ám ngay đầu dốc nhà lão hòa đào mộ con cáo già đó cả tuần chỉ có rời hang đi kiếm mồi có hai lần nhưng lão đi tay không em thấy chỉ khoảng một tiếng đã trở về tuyệt nhiên không có khứ nào đến thăm Mày ngồi ở đó thêm tuần nữa, rồi tao sẽ quyết định phải làm gì. Tiến lò đúc ra lệnh. Buổi trưa tranh thủ lúc vợ đi làm đầu ngay dưới tầng 1, Tiến lò đúc cho tụ tập lũ đàn em để bàn việc. Dạo này y hạn chế lượn ra ngoài đường. Có lẽ khi người phụ nữ xuất hiện trong cuộc đời, y thấy mình sống lắng hơn trước rất nhiều. Mặc dù không thích mấy việc đâm thuê chém mướn, nhưng y biết tạm thời vẫn phải lấy ngắn nuôi dài. Tiền của lão tương cả đã nhận nên phải thực hiện. Nếu việc nhỏ làm gọn nhẹ lúc đó mới mong kiếm được việc lớn ra tấm ra món từ sói đầu đàn tiến lỏ đúc quay sang bá kiến giao việc Thằng sáng đồ thể sẽ chở mày đi xử lý lão huynh trọc yêu cầu của lão tương cà rất đơn giản chỉ xin tí tiết nhằm cảnh cáo thôi nhưng mày đừng có mạnh tay quá vì lão đó không trả thêm tiền có thể lão tương cà thử độ chuyên nghiệp của anh em mình sau đó lão sẽ giao việc lớn hơn bá kiến sau một tuần cờ bạc gái gú nên nhìn phần phơ hơn tuần trước với một kẻ máu lạnh như y, việc cho con mồi dính đòn cảnh cáo đơn giản như xuống tiền đặt cửa chẵn lẻ ở sới bạc. Ăn hết nắm sôi nguội và mấy chiếc nem rán, bà kiến ở một tiếng sau đó y chốt kèo. Đại ca yên tâm, ngay tối nay em xử thằng hinh chọc nhanh gọn đẹp mắt. Trời vừa nhá nhem tối. Ở bãi Nghĩa Dũng nhiều nhà lao bóng đèn dầu để thắp sáng. Cùng một khu phố dài, không quá 500 mét, nhưng đất chia làm hai khung cảnh khác nhau một nửa vẫn còn có điện và tiếng nhạc sập sình phát ra từ đài cắt xét nửa còn lại tù mù trong ánh đèn dầu sau khi lượn quanh con phố hai vòng để xem xét sán đồ tề dừng xe dưới gốc cây xà cừ đợi bá kiến đi vào gặp lão hinh chọc xin tí tiết con ngõ nhỏ dẫn vào nhà lão hinh chọc không quá sâu ở phía trong có hơn chục hộ gia đình xây nhà sát nhau chỉ có khoảng vài nhà có khoảnh sân vườn rộng rãi trong ngõ mất điện nên nhìn hơi tối nhưng bá kiến vẫn nghe có tiếng nhạc vàng vọng ra từ trong nhà con mồi cần xử lý lão huynh chọc ở trong ngôi nhà đồ máy bằng rộng rãi ngay cuối ngõ kể từ ngày vợ lão vượt biên từ hơn chục năm trước lão sống tự do vô tổ chức do không có người phụ nữ bên cạnh lâu đầu bà con tổ dân phố thấy lão đưa một người phụ nữ về sống cùng do họ chợt đến rồi chợt đi nên lão không làm khai báo tạm trú tạm vắng người trụ lại bền nhất không qua sáu tháng hầu hết chỉ ở với lão từ 3 đến 5 ngày rồi mất hút. Sau một tuần theo dõi sát sao, trước lúc bá kiến ra tay, sán đồ thề thông báo. Lão dây già hiện nay đang quắp một con bò lạc, nhìn ngon lắm, đúng là loại no cơm ấm cật rậm rật mọi nơi. Trả bù cho anh em mình, chỉ mỗi khoản tàu nhanh giá rẻ kèm tiêm la. Đứng trước cánh cổng sắt được khóa từ bên trong, mặc cho con chó đang sủa trong sân, bá kiến cất tiếng gọi to. Bác Nguyễn Văn Hình, ra nhận thư đảm bảo nhá. Đang ngồi nghe nhạc và ôm ấp cô gái đáng tuổi con mình, nghe có thư đảm bảo nên lão Huynh chọc vội bước ra. Bởi chỉ có thư gửi từ nước ngoài mới cần có chữ ký của người nhận. Bình thường bưu tá hay ném thư báo qua cửa sắt vào trong sân rồi đi ngay. Lão Hình chọc khấp khởi mừng thầm. Biết đâu mụ vợ già thương tình sẽ gửi tiền về, lúc đó lão sẽ được thỏa chí tăng bồng hơn bây giờ. Nhìn thấy gã đưa thư đội mũ lưỡi chai sụp mặt trên tay cầm cuốn sổ cùng cây bút hồng hà, lão hình chọc cất tiếng hỏi. Sao hôm nay chú em đưa thư muộn vậy? Gã đưa thư nói ngay. Phiền bác ký vào chỗ này. Không đợi lão hình chọc mở cổng, gã đưa cuốn sổ qua khe cổng cùng cây bút máy. Lão hình chọc cầm cuốn sổ chưa kịp nhìn vì trời tối. Bất ngờ gã đưa thư thò tay, túm ngay cổ áo kéo giật mạnh vào sát cổng sắt. Trong nháy mắt lão hình chọc thấy đau buốt sau đó máu chảy xuống cổ áo và bắn khắp mặt kinh hoàng vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lão Hình Chọc nghe thấy gã đưa thư gần giọng. Bố mày được người ta thuê xin tí tiết, khôn hồn thì ngậm miệng lại. Mặc cho nạn nhân ôm bên tai để cầm máu, bá Kiến lao nhanh ra đường vừa lúc sán đồ tề đạp nổ con xe Honda 67 rồi lao đi. Khi xe chạy cách con ngõ nhỏ vài trăm mét, bá Kiến vung tay ném chiếc tay vừa cắt của lão Hình Chọc vào xe rác đỗ gần đó. Y tấm tắc nói, con dao thừa cắt ngọt thật. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của sát thủ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.